Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là giám định chữ ký chữ viết. Thưa quý vị và các bạn, trong cái loạt 99 video Dân ta phải biết luật ta, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn chuyển tải đến quý vị và các bạn những cái thông tin cơ bản nhất, bao quát nhất về những cái quy định của pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình. Hôm nay thì văn phòng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cách sơ lược nhất về cái thế nào là giám định chữ ký. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây khoảng 3 năm tôi có tham dự một cái vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền. Nội dung là như thế này quý vị và các bạn. Bà A cho bà B vay tiền, và khi vay như vậy thì hai bên có làm một cái tờ giấy nhỏ. Thì trong cái khoảng thời gian tôi nhớ cái số tiền không lớn lắm, và thời hạn vay là 6 tháng. Tuy nhiên hết 2 năm rồi 3 năm thì cái người mà vay không trả, cho nên bà cho vay bà mới đến văn phòng tôi và bà nhờ tôi đi khởi kiện. Và trong cái quá trình mà luật sư đi đại diện ủy quyền như vậy thì phía bên bị đơn, tức là cái người mà vay tiền, họ bảo rằng là họ không có vay số tiền này, và chữ ký trên cái giấy tờ này không phải là của họ. Và thế rằng với cái yêu cầu đó thì bà khách hàng của tôi, bà phải có một cái đơn yêu cầu tòa án tiến hành giám định chữ ký chữ viết. Và cũng thật may mắn rằng cái kết luận giám định chữ ký chữ viết thì là của bị đơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là giám định chữ ký chữ viết. Thưa quý vị và các bạn, có một cái điều luật về điều 102 của Bộ luật Tố tụng dân sự nói rằng trong trường hợp có yêu cầu của một trong các bên đương sự thì tòa án tiến hành giám định chữ ký và chữ viết. Cái việc giám định là như thế nào quý vị? Thông thường thì tòa án sẽ tiến hành lấy cái mẫu. Cái mẫu mà mình muốn giám định là một cái vật để xem xét. Sau đó thì yêu cầu những cái người mà giám định đó, những cái người mà trong cái đối tượng mà được giám định đó, chữ ký hoặc chữ viết của họ thì lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể là yêu cầu họ ký tên, hoặc có thể là lấy từ những cái nguồn khác như là bên thuế nè, bên hợp đồng công chứng nè, hoặc giấy tờ khác như là điện nước nè, lý lịch, rất là nhiều nguồn. Và thông thường thì sẽ lấy từ 3 nguồn trở lên để làm một cái căn cứ, để một bên là cái giám định chữ ký chữ viết là một vật chuẩn, còn một bên đó có một cái chữ, có cái nguồn ba nguồn trở lên để làm đối chiếu so sánh. Thì sau khi có cái kết luận giám định từ cơ quan điều tra thì từ cái phân viện khoa học hình sự thì kết luận giám định sẽ làm căn cứ cho tòa xét xử. Như vậy thì trong một cái vụ kiện dân sự, khi mà chúng ta đi khởi kiện đến tòa mà chúng ta cái người mà gọi là bị đơn đó, họ có những cái phản bác cho rằng chứng cứ này là giả, chứng cứ này không hợp pháp, chữ ký này không phải là của tôi, thì chúng ta sẽ tự mình làm cái đơn yêu cầu giám định chữ ký chữ viết trong cái nguồn chứng cứ đó có phải là của bên bị đơn hay không. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thực tiễn ngành nghề tôi có những cái vụ việc như thế này. Thứ nhất là quý vị và các bạn biết rồi, lúc thời gian trước theo cái luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện đối với cái vụ thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm có phát sinh hiệu lực, có người chết đó, thì gia đình họ đã có quá cái thời hạn đó. Thì có một cái quy định áp dụng, đó là nghị quyết 02 2004, trong trường hợp không có hết thời hiệu thì các bên vẫn có một cái phao gọi là cái nghị quyết 02
năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thì trong trường hợp này thì buộc lòng phải có văn bản xác nhận tài sản chung. Thế rằng là trong một cái vụ kiện mà tôi được tham gia, thì cái người mà trực tiếp quản lý tài sản họ cũng là con và hết thời hiệu. Cho nên cái người đi khởi kiện họ đã yêu cầu tòa án giám định chữ ký chữ viết để có cái cơ sở. Và quý vị biết rồi, nếu như không có cái chữ ký chữ viết của cái người quản lý di sản thì kể như cái vụ kiện sẽ bị đình chỉ, vì sẽ không có một cái chứng cứ nào khác, vì đây là một cái vụ kiện thừa kế mà thừa kế hết thời hiệu 10 năm, không có văn bản để xác nhận đây là tài sản chung chia thì không còn gì để nói. Và cũng may mắn trong một cái vụ kiện đó thì việc giám định chữ ký chữ viết cho rằng đây là sự thừa nhận của một người con đang trực tiếp quản lý di sản. Một cái hồ sơ thứ hai nữa là tôi tham dự hai bên tranh chấp một cái hợp đồng vay tiền. Thì hợp đồng vay tiền nói như thế nào? Bên A giao cho bên B số tiền trong một cái thời hạn nhất định nào đó, và khi vay như vậy thì có lãi suất. Thì cái bị đơn họ đến tòa họ nói rằng là đúng, tôi thừa nhận rằng là tôi có vay của bên nguyên đơn số tiền, tôi đã trả lại tất cả đều đúng hết. Tuy nhiên cái tờ giấy mà tôi và cái phía bên ông nguyên đơn ông xác nhận đó không có phải là tờ giấy mà hôm nay ông nguyên đơn ông đến ông đem lên, ông lấy nguồn chứng cứ ông khởi kiện. Và từ cái cơ sở này thì nguyên đơn đã có cái giám định chữ ký và chữ viết. Và quý vị biết bên không, cái kết luận giám định thì cái chữ ký chữ viết trong cái giấy mượn tiền đó không đúng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vài ngày thì tôi có làm chứng cứ dân sự. Thưa quý vị và các bạn, chứng cứ dân sự là một điều rất quan trọng để chúng ta đi khởi kiện, để chúng ta biết rằng cái việc khởi kiện của chúng ta có cơ sở, có được tòa án chấp nhận hay không. Và đây là một trong những nguồn chứng cứ rất quan trọng để cho tòa án sử dụng để có những cái phán quyết ở tòa. Và cái chứng cứ kết luận giám định chữ ký chữ viết cũng là một trong những nguồn chứng cứ mà nó là kim chỉ nam để các bên để tòa án xét xử đưa ra một phán quyết công bằng. Tôi còn nhớ cách đây vài năm thì trên phương tiện thông tin đại chúng có một cái vụ việc một cái bà mà cái nghề của bà là hút phân bò, bà là bị đơn trong một cái vụ kiện mà tranh chấp cái tài sản mà nguyên đơn là hơn 1 tỷ gì đó. Và kết luận giám định đã cho rằng cái bà mà nghề nghiệp là hút phân bò đó, chữ ký của bà. Nhưng mà cái kết luận giám định này nó là kim chỉ nam thật, nhưng thẩm phán trong vụ kiện đó bằng cái niềm tin nội tâm và ông đã dựa lên những cái yếu tố khác, thời điểm giao nhận tiền, lý do tại sao bà này bà vay tiền để làm gì, rất là nhiều yếu tố. Bởi vậy mới có một cái vụ kiện gọi là khách quan toàn diện đầy đủ để tòa án đưa ra một cái phán quyết cao nhất. Nhưng thông thường thì tôi cho rằng cái kết luận giám định nó là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để các anh chị tòa án đưa ra những cái nhận định phán quyết. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái video để giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là giám định chữ ký chữ viết. Bây giờ tôi tụ trung lại hai vấn đề. Nếu nguyên đơn khởi kiện đến tòa và bị đơn không chấp nhận những cái chữ ký chữ viết của mình viết ra, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu làm đơn giám định chữ ký chữ viết và tòa án sẽ thu thập cái chứng cứ này và ngoài ra làm thêm ít nhất là ba cái chữ ký mẫu, những cái chữ viết mẫu để đưa ra đến một cái cơ quan giám định
ở thành phố Hồ Chí Minh thì Trung phân viện khoa học hình sự thành phố Hồ Chí Minh, còn những nơi khác thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà thường thường thì có cái trung tâm giám định khoa học hình sự. Trung tâm này sẽ làm dịch vụ để mà giám định chữ ký chữ viết cho quý vị và các bạn. Thì dĩ nhiên cái người nào yêu cầu giám định thì người đó cũng phải trả những cái mức phí. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ từ năm 2016 tôi sẽ gửi đến chị quý vị và các bạn không phải là 99 video nữa, mà tôi sẽ phân thành những cái video để các bạn dễ xem và dễ đưa vào những cái thực tiễn. Ví dụ như bây giờ quý vị và các bạn có một vụ tranh chấp về thừa kế thì tôi sẽ làm riêng một cái chủ đề về thừa kế. Nếu quý vị và các bạn liên quan đến một cái vụ hình sự thì có thể là xem cái những cái video về hình sự. Như vậy quý vị và các bạn đang quan tâm đến việc những cái thủ tục khởi kiện ở tòa thì chắc chắn tôi sẽ làm để phục vụ quý vị và các bạn, với ước mong tất cả những người dân đều phải biết pháp luật, và biết pháp luật để mình tự bảo vệ trước tiên để bản thân mình, cho người thân, người quen, họ hàng mình. Và đây cũng là một trong những cái nhu cầu cần thiết phải nâng lên trong cái cuộc sống hiện tại. Nếu quý vị và các bạn thấy thích cái video này thì xin đăng ký và có những cái lời ở phía dưới, comment ở phía dưới để tôi biết được những cái ưu điểm, những cái nhược điểm để chuyển đến những video sau tặng quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.